Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc nón với cái họa tiết thổ cẩm dành cho người lớn giống như vậy ha các bạn ha. Nó cũng rất là xinh luôn các bạn ơi. Rồi mình đi vào chi tiết ha các bạn. Rồi, nguyên liệu thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai màu sợi dệt ha các bạn ha. Rồi mình sẽ sử dụng kim móc giả tulip đầu 34 ha. Rồi mình đi vào chi tiết ha các bạn ha. Rồi trước tiên ha, các bạn sẽ đi cho mình hai bính ha các bạn ha. Đây 1 và 2. Rồi sau đó các bạn sẽ đi vào cái bính đầu tiên này ha, cho mình là 8 mũi đơn ha các bạn ha. 1 2 3 4 5 6 7 và 8 ha các bạn ha. Rồi, qua hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi đơn ở phía trên này ha. Rồi sau đó các bạn sẽ dùng chỉ màu khác và các bạn sẽ nối vào ha. Rồi các bạn sẽ đi chung chân ha các bạn, đó đây chung chân với cái mũi màu trắng ha, là cái một cái mũi màu màu đen như vậy ha các bạn ha. Đó. Rồi qua cái chân tiếp theo ha, các bạn cũng đi cho mình một cái mũi màu trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi màu đen chung chân ha các bạn ha. Đó. Đó. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi màu trắng ha, qua cái chân tiếp theo sẽ là một cái mũi màu trắng. Đó. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi màu đen ha, chung chân ha các bạn. Đó. Đó và cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết hàng giùm mình thôi ha. Đó qua cái chân tiếp theo một cái mũi màu trắng nè. Và tiếp tới ha, chung chân sẽ là một cái mũi màu đen. Đó. Rồi qua hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi màu trắng ha các bạn. Đây ha. Rồi qua cái chân tiếp theo ha, sẽ là một cái mũi V xanh ha các bạn. V đen này ha các bạn ha. Đó. Cái mũi V đen này. Đó. Rồi qua cái chân tiếp theo một sẽ là một cái mũi ít trắng ha các bạn. Đó. Rồi qua cái chân tiếp theo sẽ là một cái mũi V xanh ha. V xanh V đen ha các bạn. Đó. Đó. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình đây ha. Đó. Một ít trắng và một V đen ha các bạn. Đó. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha, hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ha. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi V đen ha các bạn. Đó. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Đó, mình lặp lại nè. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi V đen ha các bạn. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi V đen ha. Và tiếp tới nữa sẽ là hai cái mũi ít đen ha các bạn. Và tiếp tới mình sẽ lặp lại ha, một cái mũi ít trắng ha các bạn. Tiếp tới sẽ là V đen ha. Và tiếp tới nữa sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Đó và cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình một mũi ít trắng ha. Tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít đen ha các bạn. 1 2 và ba cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V đen ha các bạn. Đây V đen ha. Đó, rồi mình sẽ lặp lại ha các bạn. Đó một cái mũi ít trắng nè. Rồi sau đó sẽ là ba cái mũi ít đen ha, 1 nè, 2 nè và ba cái mũi ít đen.
Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi V đen ha các bạn. Rồi, cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết hàng giùm mình thôi ha. Đó. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Tiếp tới sẽ là một cái mũi V đen ha các bạn. Rồi sau đó sẽ là ba cái mũi ít đen ha. 1 2 3. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi lại lặp lại ha, là một cái mũi ít trắng nè. Ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Một mũi ít đen ha các bạn. Tiếp tới sẽ là một cái mũi V đen ở đây ha. Đây, một mũi V đen. Và tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít đen ha. 1 2 và 3. Đó. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình 5 cái mũi ít đen này ha. 1 2 3 4 và 5 ha. Tiếp tới sẽ là một cái mũi V đen ha các bạn. V đen ha. Và tiếp tới thì mình sẽ lặp lại ha các bạn. Đó, các bạn sẽ đi một cái mũi ít trắng nè. Đó, và tiếp tới sẽ là 5 cái mũi ít đen ha. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. Và sau đó sẽ là một cái mũi V đen ha các bạn. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ở đây ha. Tiếp tới sẽ là một cái mũi V trắng ha các bạn. Rồi sau đó ha các bạn sẽ đi cho mình là 6 cái mũi ít đen này ha. Đây 1 2 3 4 5 và 6 ha các bạn. Rồi tiếp tới ha, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng, nó mình lặp lại ha. Tiếp tới sẽ là một cái mũi V trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là 6 cái mũi ít đen này ha. 1 2 3 4 5 và 6. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha các bạn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình ba cái mũi ít trắng ha. 1 2 3. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là 5 cái mũi ít đen này ha. 1 2 3 4 và 5 ha các bạn. Tới cái mũi trắng này thì mình sẽ lặp lại ha. Đây các bạn sẽ đi một cái mũi V trắng ở đây ha. Rồi tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là 5 cái mũi ít đen ha các bạn ha. 2 3 4 và 5. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình là 5 cái mũi ít trắng này ha. 1 2 3 4 5. Và sau đó sẽ là một cái mũi V trắng ở đây ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là 4 cái mũi ít đen ha các bạn ha. 1 2 3 4. Rồi tiếp tới mình sẽ lặp lại ha. Các bạn sẽ đi cho mình là 5 cái mũi ít trắng này ha. 1 2 3 4 5. Và một mũi V trắng ở đây ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là 4 cái mũi ít đen ha. 1 2 3 4.
Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha. Tiếp tới sẽ là hai cái mũi X trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi X đen ha. Tiếp tới sẽ là bốn cái mũi X trắng ha các bạn. 1 2 3 và 4 ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình ba cái mũi X đen này ha. 1 2 3. Rồi sau đó mình sẽ lặp lại ha. Đó, các bạn sẽ đi một cái mũi V trắng ở đây. Rồi tiếp tới sẽ là 2 X trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi X đen. Tiếp tới sẽ là 4 cái mũi X trắng ha. 1 2 3 4 và tiếp tới sẽ là 3 cái mũi X đen ha. 1 2 và 3. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha các bạn ha. Hàng tiếp theo ha các bạn ha, hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình ba cái mũi X trắng ha. 1 2 3 mũi X trắng ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là ba cái mũi X đen ha. 1 2 và 3. Rồi sau đó ha các bạn sẽ đi cho mình là bốn cái mũi X trắng ha. 1 2 3 4. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi X đen này ha các bạn. Rồi tiếp tới ha, các bạn sẽ đi tiếp cho mình là ba cái mũi X trắng ha. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi X đen này ha. 1 2 và 3 ha. Rồi tiếp tục sẽ là bốn cái mũi X trắng ha các bạn ha. 1 2 3 4 và tiếp tới sẽ là hai cái mũi X đen ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi X trắng ha. Rồi tiếp tới ha sẽ là một cái mũi X đen ha các bạn. Tiếp tới sẽ là một cái mũi X trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi X đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi X trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi X đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là bốn cái mũi X trắng ha các bạn. Đây, 1 2 3 và 4 ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi một cái mũi X đen ở đây ha các bạn. Đó. Rồi sau đó thì các bạn sẽ lặp lại hàng từ đầu ha. Đó các bạn sẽ đi một cái mũi V trắng nè ha. Tới một cái mũi X trắng, X đen ha, X trắng, X đen, X trắng, X đen và 4 X trắng ha các bạn ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình hai cái mũi X trắng này ha. Tiếp tới sẽ là ba cái mũi X đen ha các bạn. Tiếp tới sẽ là một cái mũi X trắng ha. Tiếp tới sẽ là ba cái mũi X đen ha. Rồi tiếp tới nữa sẽ là sáu cái mũi X trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5
Rồi 6 ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ lặp lại từ đây ha các bạn ha. Đó, các bạn sẽ lặp lại nè. 3 cái mũi X đen ha. 1 nè. 2 nè. 3 cái mũi X đen ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi X trắng ha. Và tiếp tới nữa sẽ là 3 cái mũi X đen ha. Rồi, tiếp tục thì các bạn cũng qua 6 cái mũi X trắng và tiếp tục các bạn sẽ làm cái hoa văn như vậy thôi ha các bạn ha. Rồi cứ như vậy các bạn đi hết hàng giùm mình thôi. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn, hàng tiếp theo mình sẽ dừng ở ngay chỗ xong cái hoa văn này để các bạn dễ hình dung ra cái hàng của nó ha. Rồi tiếp tục ha, mình sẽ đi tiếp là 6 cái mũi X trắng này ha các bạn. 1 2 3 4 5 6. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi X đen ha. Tiếp tới sẽ là một cái mũi X trắng ha. Tiếp tới sẽ là một cái mũi X đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi X trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi X đen ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ qua cho mình là 7 cái mũi X trắng này ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi một cái mũi V trắng ở đây ha. Đó. Đó. Rồi bắt đầu lại ha, các bạn sẽ đi tiếp cái hoa văn này ha các bạn ha. Đó. Và qua tiếp ha, qua tiếp là 7 cái mũi X trắng và một cái mũi V trắng ha, và các bạn tiếp tục làm cái hoa văn này thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình 10 cái mũi X trắng ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình 3 cái mũi X đen này ha. 1 2 3. Rồi tiếp tục các bạn sẽ qua cho mình 11 cái mũi X trắng ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Và sau đó thì các bạn sẽ làm tiếp cái hoa văn này thôi ha các bạn ha. Đó, rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là 11 cái mũi X trắng ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi X đen ở đây ha các bạn ha. Đấy. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình 12 cái mũi X trắng ha. À, xin lỗi các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha. V trắng ở đây ha các bạn. Đó. Rồi tiếp tục sẽ đi 12 cái mũi X trắng ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Và sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi X đen ở đây ha các bạn. Đó.
Rồi tiếp tục ha, thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ha, và 12 cái mũi X trắng, sau đó sẽ đi một cái mũi X đen ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng cho mình các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha, hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình một cái hàng mũi X trắng ha các bạn. Đó, đối với cái hàng này thì chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi ha, mình sẽ không thêm ha các bạn. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha, hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình 14 cái mũi X trắng ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha các bạn ha. Trắng. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi cho mình là 14 cái X trắng ha, và một cái V trắng ha các bạn ha. Đó, và các bạn sẽ đi hết hàng cho mình thôi ha các bạn. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Đây, hàng tiếp theo từ cái khúc này các bạn sẽ đếm vào 5 cái mũi. Các bạn sẽ đi cho mình 5 cái mũi X trắng này ha. Đây, 1 2 3 4 và 5 cái mũi X trắng ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi X đen ở đây ha. Rồi tiếp tới sẽ là 5 cái mũi X trắng nữa ha các bạn. 1 2 3 4 và 5. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi X trắng ở đây. À xin lỗi, một cái mũi X đen ở đây ha các bạn. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ qua cho mình 9 cái mũi X trắng ha các bạn. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9 ha các bạn. Rồi sau đó ha, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi X đen ha. Rồi tiếp tục các bạn cũng qua 5 cái mũi X trắng ha. 1 2 3 4 5 và sau đó thì các bạn sẽ làm một cái mũi X đen ở đây ha. Đó. Rồi tiếp tục các bạn cũng qua 9 cái mũi X trắng ha các bạn, và làm một cái mũi X đen ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình là 9 cái mũi X trắng ha các bạn ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9 cái mũi X trắng ha các bạn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình 2 cái mũi X đen ha. Sau đó các bạn sẽ qua cho mình 3 cái mũi X trắng ha. 1 2 3. Rồi sau đó các bạn sẽ đi tiếp cho mình 2 cái mũi X đen ha. 1 2. Rồi tiếp tục các bạn cũng qua 9 cái mũi X trắng này ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9 ha. Đó, rồi tiếp tục các bạn cũng đi 2 cái mũi X đen ha các bạn, qua 3 X trắng và đi 2 mũi X đen nữa ha. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết vòng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha, hàng tiếp theo các bạn cũng qua cho mình là 9 cái mũi X trắng này ha. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 và 9 hay các bạn.
Rồi sau đó ha, các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi ít đen ha. 1 2 3. Sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ha. Tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít đen ha. 1 2 3. Rồi tiếp tục thì các bạn cũng qua chín cái mũi ít trắng như vậy ha các bạn, và tiếp tục các bạn đi ba ít đen, cắt một mũi ít trắng và đi tiếp ba cái mũi ít đen ha. Đó, cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng cho mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ qua cho mình là 6 cái mũi ít trắng ha. 1 2 3 4 5 và 6 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Rồi tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít đen ha. 1 2 3. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Tiếp tới là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít đen ha các bạn. Rồi tiếp tới hai các bạn sẽ qua cho mình là ba cái mũi ít trắng ha. Cái mũi ít trắng. Rồi bắt đầu các bạn sẽ làm lại từ ở chỗ này ha các bạn ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp 3 ít đen ha, 1 ít trắng, 2 ít đen, 1 ít trắng, 2 ít đen, 1 ít trắng và 3 ít đen ha. Và cũng tiếp tục các bạn cũng sẽ qua 3 ít trắng giùm mình ha. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình là 4 cái mũi ít trắng ha. 1 2 3 và 4 cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới thì các bạn sẽ đi cho mình là 3 cái mũi ít đen này ha. 1 2 3. Rồi sau đó sẽ là một cái mũi ít trắng ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. À xin lỗi, tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít đen ha các bạn. 1 2 và 3 ha. Rồi tiếp tới các bạn sẽ qua cho mình 5 cái mũi ít trắng ha. 1 2 3 4 và 5 ha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ làm tiếp ha, 3 mũi ít đen, 1 ít trắng, 1 ít đen, 1 ít trắng, 1 ít đen, 1 ít trắng và 3 ít đen ha. Đó, cứ như vậy các bạn sẽ làm hết hàng giùm mình thôi các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ qua cho mình là 6 cái mũi ít trắng ha. 1 2 3 4 5 và 6 ha các bạn. Sau đó các bạn sẽ đi cho mình là 4 cái mũi ít đen này ha. 1 2 3 và 4 ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là 4 cái mũi ít đen này nữa ha các bạn. 1 2 3 và 4 ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình là 7 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 và 7 ha.
Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình tới ha các bạn. Đó, tiếp tục thì các bạn sẽ đi từ cái hoa văn này ha. Đó. Rồi hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình 11 cái mũi ít trắng này ha các bạn. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen ha. Và tiếp tục các bạn sẽ đi 15 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 và 15. Rồi sau đó các bạn cũng đi một cái mũi ít đen ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn cứ đi 15 cái mũi ít trắng ha, thì các bạn sẽ đi một cái mũi ít đen. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết vòng giùm mình đây ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình là 11 cái mũi ít trắng này ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cái mũi ít trắng ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình là 4 cái mũi ít đen ha. 1 2 3 4. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là 4 cái mũi ít đen ha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ qua cho mình là 7 cái mũi ít trắng nè các bạn. 1 2 3 4 5 6 và 7 ha các bạn. Rồi sau khi đi xong 7 cái mũi ít trắng này thì bắt đầu các bạn sẽ tiếp tục làm cái hoa văn này thôi ha. Đó, các bạn đi tiếp 4 cái mũi ít đen nè, 1 ít trắng và 4 ít đen ha. Đó, và cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình ha. Rồi hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình là 6 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Đây 1 2 3 4 5 và 6 cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới ha, các bạn sẽ đi cho mình là 3 cái mũi ít đen ha. 1 2 3. Rồi tiếp tới sẽ là 1 cái mũi ít trắng ha các bạn. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Tiếp tới nữa sẽ là một cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới nữa sẽ là ba cái mũi ít đen ha các bạn. Rồi tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình là 5 cái mũi ít trắng ha. 1 2 3 4 5. Rồi sau khi đi xong 5 cái mũi ít trắng này thì tiếp tục các bạn sẽ móc từ cái hoa văn này qua ha. Đó, và các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình là 4 cái mũi ít trắng này ha. 1 2 3 và 4 ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 3 cái mũi ít đen ha. 1 2 3. Rồi sau đó ha, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là 2 cái mũi ít đen ha. Và
tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít đen ha. Rồi sau đó các bạn sẽ qua ba cái mũi ít trắng ha. 1 2 3. Rồi sau đó thì tiếp tục các bạn sẽ móc từ cái hoa văn này trở đi ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ móc hết hàng giùm mình ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình là 6 cái mũi ít trắng ha. 2 3 4 5 6 ít mũi ít trắng ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình là 3 cái mũi ít đen ha. 1 2 3. Sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là 3 cái mũi ít đen nữa ha. 1 2 3. Rồi tiếp tục các bạn sẽ qua cho mình là 8 cái mũi ít trắng ha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Và 9 ha các bạn, 9 ha, 9 cái mũi ít trắng ha. Đó. Và sau khi đi xong 9 cái mũi ít trắng thì các bạn sẽ đi tiếp cái hoa văn này giùm mình ha. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình đây ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ qua cho mình là 9 cái mũi ít trắng này ha các bạn ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9 cái mũi ít trắng ha các bạn. Sau đó các bạn sẽ đi cho mình hai cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tục các bạn cũng qua 9 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9 ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn cũng sẽ lặp lại cái hoa văn này ha. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ qua cho mình là 9 cái mũi ít trắng này ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9 cái mũi ít trắng này các bạn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen ha. Sau đó các bạn sẽ qua cho mình là 5 cái mũi ít trắng ha. 1 2 3 4 và 5 cái mũi ít trắng ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Rồi sau đó thì các bạn tiếp tục các bạn qua 9 cái mũi ít trắng ha, đi một cái mũi ít đen, qua 5 cái ít trắng và tới một cái ít đen nữa ha. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha, hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình một cái hàng ít trắng không ha. Đối với cái hàng ít trắng này thì chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình thôi ha các bạn ha. Đó. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình ha các bạn. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha, hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi ít trắng ha.
một nè, hai nè, và ba cái mũi ít trắng. Thì sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ha các bạn. V trắng rồi tiếp tục ha các bạn, đi ba mũi ít trắng. 2 3 nè. Và sau đó thì các bạn sẽ đi một cái mũi V trắng ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng này giúp mình thôi ha các bạn ha. Rồi hai cái hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hai hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình là hai cái hàng ít trắng không ha các bạn. Đối với cái hàng hai cái hàng ít trắng không này thì các bạn sẽ đi chân nào các bạn sẽ đi chân đó ha, và mình sẽ không thêm nữa ha các bạn ha. Đó. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi giùm mình hai hàng ít trắng không ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha, hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình là 5 cái mũi ít trắng ha. 1 2 3 4 và 5 cái mũi ít trắng ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen ở đây ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ qua cho mình là 19 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 và 19 cái mũi ít trắng thì các bạn sẽ đi cho mình tiếp tục một cái mũi ít đen ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình ha. Đó, cứ 19 cái mũi ít trắng này thì các bạn sẽ đi một mũi ít đen ha. Rồi hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình là 5 cái mũi ít trắng ha các bạn. Đây, 1 2 3 4 5. Sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ha. Đó, rồi tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình 5 cái mũi ít trắng. 2 3 4 5. Sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ha. Rồi tiếp tục 5 mũi ha các bạn. 1 2 3 4 5. Thì các bạn sẽ đi cho mình một mũi V trắng ha. Rồi tới ở ngay chỗ cái hoa văn này thì các bạn sẽ đi cho mình là 3 cái mũi ít đen ha các bạn. 1 2 3. Đây mình sẽ tính tiếp tới ha các bạn. 3. Đây nữa sẽ là một cái mũi ít trắng nè, hai mũi ít trắng nữa là 5 mũi ít trắng ha. Thì các bạn tiếp tục các bạn sẽ thêm vào ha. Đó, các bạn sẽ đi một cái mũi V trắng ở đây. Đó, cứ tính qua 5 mũi ha các bạn. Đây 1 2 3 4 5 này thì bạn sẽ thêm một cái mũi ở đây ha. Đó, cứ 5 cái mũi ít trắng thì các bạn sẽ thêm một mũi. Đó, và tới cái hoa văn này thì các bạn sẽ đi cho mình là 3 cái mũi ít đen lên đây thôi ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng cho mình ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn sẽ đi cho mình là 19 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 và 19 cái mũi ít trắng ha các bạn. Sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen ở đây ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen. Đó, cái hoa văn này là giống như cái hoa văn ở trên cái chóp nón của mình này ha các bạn ha. Đó, mình sẽ móc giống vậy ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ qua 18 cái mũi ít trắng này ha các bạn. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Và sau đó thì các bạn sẽ làm tới cái mũi hoa văn này ha các bạn ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha, hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình là 16 cái mũi ít trắng này ha các bạn ha. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 và 17 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là 3 cái mũi ít đen này ha các bạn. 1 2 3. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ở đây ha. Tiếp tới sẽ là 3 cái mũi ít đen ha. 1 2 3. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ đi cho mình là 16 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi lại cái hoa văn này thôi ha các bạn ha. Đó, tiếp tục thì các bạn sẽ đi lại cái hoa văn này. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết hàng giùm mình ha. Rồi hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình là 17 cái mũi ít trắng này ha các bạn. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 và 17 ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen này ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình 17 cái 18 ha các bạn, 18 cái mũi ít trắng ha. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 và 18 cái mũi ít trắng ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ lặp lại cái hoa văn này thôi ha các bạn ha. Đó. Và cứ như vậy các bạn sẽ làm hết hàng giùm mình ha. Đó. Rồi hàng tiếp theo ha, hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình là 7 cái mũi ít trắng này ha các bạn ha. Đây 1 2 3 4 5 6 và 7 cái mũi ít trắng ha. Sau đó thì các bạn sẽ làm cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha các bạn. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi tiếp 7 cái mũi ít trắng ha. 1 2 3 4 5 6 7. Sau đó các bạn sẽ đi một cái mũi V trắng ở đây ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 3 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2
3. Rồi tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít đen ha. Một, hai, ba. Như vậy là được 6 mũi rồi ha các bạn ha. Các bạn sẽ đi thêm một cái mũi ít trắng ở đây nữa ha. Và sau đó các bạn sẽ đi một cái mũi V trắng ở đây ha các bạn. Đó. Cứ 7 cái mũi ít trắng thì các bạn sẽ làm một cái mũi V trắng ha. Và tới cái hoa văn này thì các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi ít đen ở đây ha các bạn. Đó. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết hàng giùm mình thôi ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn, hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình là 23 cái mũi ít trắng này ha. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 và 23 mũi ít trắng này các bạn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen ở đây ha. Rồi tiếp tục hai các bạn sẽ đi cho mình là 25 cái mũi ít trắng hai các bạn. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Rồi sau đó thì các bạn cũng sẽ làm một cái mũi ít đen ở đây ha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn cũng qua 25 ít trắng và đi một cái mũi ít đen như vậy ha. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha các bạn ha. Rồi sau khi đi xong cái hàng này xong thì các bạn sẽ đi cho mình một cái hàng ít trắng thôi ha các bạn ha. Đó, sau khi làm xong cái hàng ít trắng này thì các bạn có thể làm viền cho nó nữa là rồi ha các bạn. Đó, rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình ha các bạn ha. Đối với cái hàng này thì chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi và mình sẽ không thêm ha. Rồi sau khi các bạn đã đi xong một cái hàng ít trắng như vậy ha các bạn ha, thì các bạn sẽ quay cái sản phẩm lại ha. Và mình sẽ đi một cái hàng viền nón này ha các bạn ha. Đó, các bạn sẽ đi cho mình, đó các bạn lên một bính trước ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi trung ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi trượt ha các bạn ha, vào cái chân tiếp theo ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi trung và tiếp tới sẽ là một cái mũi trượt ha. Đó và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha các bạn ha. Đó cứ một chân mũi trung và cứ một chân mũi trượt ha. Đó và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng thôi. Rồi, cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết hàng giùm mình tới ha các bạn ha. Rồi, các bạn ơi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn làm một cái chiếc nón với cái họa tiết thổ cẩm dành cho người lớn rồi ha các bạn ha. Rồi chúc các bạn thành công ha. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy cho mình một like và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được những video mới nhất cũng như là ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video ha.